hai món, bao gồm là một con cắt và một con tỉa nhá. Đấy, các bác lên cho em là kéo tóc nha, giá của nó sẽ là 170k nhá. Đấy, kéo tóc này, kéo tóc giá của nó sẽ là 170k nhá. 170k cho cặp kéo tóc này, ok chưa? 170k. Đây, các bác có thể xem sản phẩm nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác ở đây là một con cắt này và một con tỉa này, một con cắt, một con tỉa này, hàng của thương hiệu Kai Japan anh em nhé, hàng của thương hiệu Kai Japan, hàng nội địa của Nhật đây, Kai Japan anh em này, một con cắt, một con tỉa, đầu kéo cực kỳ là dày luôn, đầu kéo cực kỳ là dày như này anh em nhé, cắt cực kỳ là ngon luôn đây anh em này, đấy, cắt rất là ngon luôn, bao gồm cho anh em là một con cắt, một con tỉa nhé, bên shop đang gửi tới anh em cái giá cực kỳ là tốt luôn, đấy, Kai Japan anh em nhé, Kai Japan như này, một con cắt, một con tỉa này nhá, đấy, giá của nó chỉ có 170.000 thôi. 170.000 nhá. Các bác lên mã giúp cho em là kéo tóc nhá, 170k nhá. Sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop tiếp tục về cái cà lê đa năng 8 đầu nhá, cà lê đa năng 8 đầu. Con này thì các bác dùng để xoáy xiếc cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, xoáy xiếc cực kỳ là ngon luôn. Hàng nội địa của Nhật này. Đấy, thép trắng hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng của thương hiệu Ramashiro này, Ramashiro đây, chữ công ty khắc chìm luôn anh em này. Đó, một con cà lê 8 đầu như này. Đấy. Ông có uống nước không? Một con cà lê 8 đầu như này anh em các bác nhé. Đó, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160k nhé, 160k cho con cà lê 8 đầu như này. Đó, đấy, con này thì bên shop đang gửi tới anh em cái giá đó là 160k anh em nhé, 160k. Của nó sẽ bao gồm cho anh em là 8 đầu này. Đấy, bao gồm cho anh em là 8 đầu, 8 đầu luôn. Đấy, đây, đầu bên này của nó sẽ là 14, 17, 19, 21 này, 14, 17, 19, 21 này. Còn đầu bên này của nó sẽ là 18, 10, 12, 13 nhé, 8, 10, 12, 13. Đó, giá sẽ là 160.000 anh em nhé, 160.000. Tiếp theo lên cho anh em cái con kéo gà này, kéo quất gà của Nhật anh em nhé. Đấy, kéo quất gà của Nhật đây. Con này thì bên shop cũng đang gửi tới anh em cái giá cực kỳ là tốt nhé. Một con kéo quất gà của Nhật như này. Đó, Japan anh em, Japan đây. Con này là hàng loại to nhé, loại to nhé. Đấy, hàng loại to. Con này thì hàng đa chức năng cho anh em luôn. Đấy, anh em có thể cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn này, ok chưa? Đấy, tiếp theo đó thì anh em có thể dùng để đánh vảy cá này, kẹp cua gẹm ở nắp chai đầy đủ cho anh em luôn. Giá của nó sẽ là 170k cho con kéo gà này nhá, 170k. Các bác lên cho em là kéo gà nhá, 170k cho anh em kéo gà này. Đó, giá siêu tốt cho anh em luôn, 170k anh em nhá. Đó, kéo cắt gà, cắt cá cực kỳ là ok luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô cái con tươi ở trong ấy còn cái con máy giả đâu không? Máy bơm ấy. BB đây cho anh chị. Con máy bơm hơi anh em các bác nhé, con máy bơm hơi đây, hàng thì siêu chất cho anh em luôn. Đấy, con này sử dụng điện 220V. Đấy, điện 220V anh em nhé. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới anh em cái giá đó là 520k nhé, 520k và bao ship cho cái con máy bơm hơi này nhé, 520k bao ship cho anh em luôn. Đó, hàng siêu chất lượng gửi tới anh em và giá cũng rất là tốt cho anh em luôn nhé. Đó, giá rất là tốt cho anh em luôn. Đây em sẽ test sản phẩm cho anh em xem luôn. Đó, đây, con máy bơm hơi đây. Hàng nó sẽ như này anh em này. Đấy, hàng như này cho anh em luôn. Đây, đầu vòi, đầu dây đây. Em test thử sản phẩm cho anh em xem nhé. Đấy, con này nó sử dụng điện 220 bình thường. Dây cũng tương đối là dài, dây dài 1 mét nhé. Đấy, có công tắc luôn anh em nhé, có công tắc luôn. Hơi rất là khỏe luôn anh em này. Có công tắc luôn, hơi rất là khỏe luôn. Công tắc đây, đấy, anh em thấy không? Hơi rất khỏe luôn nhé. Đây, đấy. Các bác nhìn vào cái kim đồng hồ này nhá, em bóp hơi vào là đồng hồ nó sẽ báo, nó sẽ lên cân nhá. Đây, đây lên cân này, này. Đấy, anh em thấy không? Đấy, lên cân nhá. Đấy, đây. Đây các bác nhìn kỹ cái kim đồng hồ này nhá. Đây. Đấy, em bóp hơi vào nó lên cân này anh em này. Đó, thấy không? Đó, đấy. Bơm rất khỏe luôn. Con này các bác có thể điều chỉnh áp suất bơm ở đây cho này. Đấy, rất ok luôn nhá. Đó. Hàng siêu chất cho anh em luôn. Hàng siêu chất cho anh em luôn nha anh em các bác nhá. Đó, hàng siêu chất cho anh em luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới anh em cái giá cực kỳ là tốt luôn nhá. Các bác lên mã giúp cho em là máy bơm điện nhá, máy bơm điện. Giá của nó sẽ là 520.000. Lên cho em là máy bơm điện nhá, máy bơm điện này. Đó, máy bơm điện. Giá của nó sẽ là 520k nhá, 520k cho con máy bơm điện này. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái con búa anh em các bác nhá. Đấy, con này thì bên em ký hiệu nó là búa A1. Hàng của thương hiệu Asahi nhá, hàng của thương hiệu Asahi. Đấy, các bác lên cho em là búa A1 nhá. Đó, búa A1. Con này thì bên shop đang gửi tới anh em các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Con này thì nó nặng khoảng là 3 lạng, nặng khoảng 3 lạng anh em nhá. Con này thì cán của nó là đều bằng thép hết nhá, cán bằng thép hết và có bọc nhựa này. Bọc nhựa này các bác cầm chống trơn trượt này. Đấy, lên mã giúp cho em là búa A1 nhá. Đấy, búa A1.
Con này thì bên shop đang gửi tới quý bác anh chị cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 85.000 này. 85k nhá. Đấy. 85k cho con búa A1 này các bác nhá. Giá của nó sẽ là 85k cho con búa A1 này. Đây, búa A1 giá của nó 85k. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, anh em dùng để đóng những các thứ dùng rất là ngon luôn. Ưu điểm của nó là cán của nó bằng thép hết nhá. Cán bằng thép hết cho nên anh em dùng nó rất là bền bỉ. Bền bỉ chắc chắn anh em nhá. Và cái tay cầm của nó cũng rất là tiện dụng luôn. Đấy. Hàng của thương hiệu Asahi của Nhật anh em nhá. Đó, Asahi đây. Giá bên shop đang gửi tới anh em cái giá đó là 85k, 85k nặng khoảng 3 lạng nhá. Tiếp theo lên cho anh em cái sản phẩm đó là cái kính hàn điện tử anh em này, kính hàn điện tử anh em nhá. Đấy, một con kính hàn điện tử như này. Bên shop đang trân trọng gửi tới anh em cái giá đó là 170k nhá, 170k. Lên thì em là kính hàn điện tử, giá của nó sẽ là 170k cho con kính hàn điện tử này. Đó, 170k anh em nhá. Con này thì cũng rất là tiện dụng cho anh em sử dụng luôn. Đó, giá của nó sẽ là 170k anh em nhá. Đây. Đấy. Ưu điểm của con này thì nó rất là nhỏ gọn và rất là an toàn, khi anh em nhận được hàng có cả quai đeo cho anh em luôn. Đấy, hàng đựng trong hộp như này có quai đeo cho anh em luôn nhá. Đấy. Thì đây để em test cho anh em xem thực tế luôn. Đó. Đấy. Đây anh em nhé, test cho anh em xem thực tế luôn này. Đấy. Đây, có cả dây đeo cho anh em nhé, có dây đeo cho anh em nhé. Đấy. Bình thường thì anh em sẽ trông thấy bình thường. Đấy, nhưng mà khi mà bật chế độ đèn nháy lên anh em nhé. Đấy. Đây. Đấy, đây. Đây nhá, bình thường anh em sẽ trông thấy cái bảng chữ này rất là rõ luôn nhá. Đấy, nhưng mà em cho đèn nháy vào này. Đấy, cho đèn nháy vào là anh em sẽ không trông thấy bảng chữ nữa này. Đấy, anh em thấy ok chưa? Đó, tóm lại là anh em cứ hình dung nó giống như là cái đèn nháy này là giống như là cái ánh hàn nó chóe lên này. Đấy, là anh em sẽ không trông thấy cái biển đâu. Đấy, bỏ ra thì anh em lại trông thấy bình thường. Tức là khi nó nháy lên như này là anh em sẽ nó sẽ tự che mắt đi cho anh em, nó sẽ tự che đi. Ở trong nó sẽ có một cái hệ nó gọi là cái cảm biến anh em, mắt cảm biến. Đấy, nó chạy bằng cảm biến mà. Đó, nháy lên như này nó sẽ che đi, bỏ ra anh em mình nhìn thấy số bình thường, nó rất đơn giản vậy thôi. Đó. Nhiều anh em nhận hàng về cứ bảo là kính không dùng được với thế này thế nọ, nhưng mà anh em có biết dùng đâu. Đấy, rất là ngớ ngẩn, nói chung là rất là ngớ ngẩn. Đấy, giá thì 170.000. Bình thường anh em cứ đeo vào nó sẽ nhìn bình thường như này, anh em hiểu chưa? Đó, nhưng khi anh em bắt đầu là cho chế độ đèn nháy lên, đây đèn nháy lên nó nôm na như là khi anh em hàn này. Đấy, khi anh em hàn xì này, nó sẽ nháy như này, nó nháy như này là anh em không nhìn thấy cái biển nữa. Ok chưa? Đó, tức là nó đã che mắt cho anh em rồi. Đó, con này thì giá là 170.000 anh em nhé. Kính hàn điện tử giá của nó sẽ là 170.000 anh em nhé. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là em lên cho anh em cái con đèn đeo đầu cảm ứng anh em nhé. Đèn đeo đầu cảm ứng đây. Con này dây quai đeo có thứ hàng cực kỳ là chất cho anh em luôn. Đó. Giá rất tốt cho anh em nhé. Đây. Đấy, sẽ có công tác cho anh em đóng mắt như này. Có cả chân sạc cho anh em sạc ra cho điện thoại luôn. Pha rất là giỏi và rất là ngon luôn anh em nhé. Đấy, anh em có thể dùng cái bên mắt cảm biến này để sử dụng này. Đó. Đây, tắt đi bật lên này. Đấy, anh em chỉ cần gạt tay qua này là xong nhé. Đấy, lên cho em là đèn wifi nhé. Đèn wifi. Đấy, có tặng kèm anh em một dây sạc như này, tặng kèm một dây sạc như này. Con đèn wifi này bên shop đang gửi tới anh em cái giá đó là 100 bao nhiêu nhỉ? 160.000 nhá. Lên mãi giúp cho em là đèn wifi nhá, đèn wifi này, đó. Đèn này, wifi này. Giá của nó sẽ là 160k nhá, 160k cho con đèn wifi này. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác con bình xịt nhớt anh em các bác nhá. Con bình xịt nhớt đây. Con này thì giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho con bình xịt nhớt này. Con này nó rất là tiện dụng cho anh em có thể là vặn này, ngoắt nghéo này, đưa vào những các vị trí khó đều ok hết nhá. Đấy, ưu điểm của nó như vậy. Dung tích của nó sẽ là 200ml nhá, 200ml. Đấy, 200ml và của nó sẽ là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Đấy. Con này ưu điểm của nó là anh em có thể là quăng quật rồi để ngang ngang để dọc nó cũng không bị đổ ra ngoài. Đấy, không bị đổ nhớt ra ngoài, nó rất là tiện cho anh em nhá. Đấy, xịt đưa vào các cái vị trí khó đều ok hết nhá. Nó bơm rất là khỏe luôn, bơm rất là khỏe và mạnh luôn. Đó. Thì anh em để dùng anh em tra dầu tra nhớt rất là ok. Giá thì chỉ có 50k thôi, 50k anh em nhé. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là dầu nóng của Hàn Quốc nhé. Đấy, dầu nóng của Hàn Quốc. Con này thì các bác chuyên bôi giúp cho em là đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau cổ nhé. Đấy. Đây, cổ vai gáy anh em các bác nhé, cổ vai gáy. Đây, có cả tem chống hàng giả hàn hoi anh em các bác này. Đấy, tem chống hàng giả hàn hoi cho anh em các bác luôn. Giá rất tốt cho anh em luôn. Đấy. Đau mỏi xương khớp, đau mỏi cổ, đau mỏi vai gáy này. Đấy, rất là ok luôn. Có cả cái thanh lăn như này để cho các bác về các bác lăn này. Lăn trước khi massage này. Đấy, hàng của Hàn Quốc nhá. Giấy tờ tem mác đầy đủ, mã tem mã vạch đàng hoàng nhá. Giấy tờ tem mác đầy đủ, mã tem mã vạch đàng hoàng đây các bác này. Đó.
giá thì siêu tốt cho bác luôn, giá rất tốt cho anh em các bác luôn nhá. Đấy, một lọ dầu nóng như này bên shop đang gửi tới bao nhiêu nhỉ, gửi tới các bác cái giá đó là 40k nhá, lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Đó, dầu nóng này, đó dầu nóng Hàn Quốc, dầu nóng Hàn Quốc nhá, giá của nó sẽ là 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này nhá. Đấy, có cả cái con lăn đây này, về các bác cứ lăn này. Đấy, sau đó thì các bác đưa vào các vị trí này, đó rất là ok cho các bác luôn nhá. Đó, 40k nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là con kéo bếp đa năng các bác nhá. Đấy, con này thì bên shop lên mã nó là kéo khui bia nhá. Đấy, kéo khui bia, giá của nó sẽ là 85k. Anh em lên cho em là kéo khui bia nhá. Đấy, kéo khui bia, giá của nó sẽ là 85k cho anh em kéo khui bia này. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn, hàng năm chức năng anh em nhá, năm chức năng. Đấy, hàng năm chức năng cho anh em luôn. Anh em dùng con này thì thôi rồi lượm ơi luôn. Đó, rất là tiện dụng cho anh em sử dụng trong công việc gia đình nhá. Đây, cắt rất là ngon luôn này anh em này. Đấy, cắt này, cắt rất là ngon luôn. Có cái dĩa nào ném cho anh cái nào, có dĩa nào không? Đó. Đây, cắt rất là ngon luôn anh em. Đó, rất ok luôn anh em nhé. Đó. Cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm thức ăn rất là ngon luôn. Đấy, tất cả đều bằng hợp kim nhá. Hàng của Nhật đây này. Đấy, hàng của Nhật anh em nhá, hàng của Nhật. Siêu chất cho anh em luôn, chữ Nhật đây này. Đấy. Đây toàn bộ chữ Nhật đây anh em nhá, toàn bộ chữ Nhật đây. Rất là ok cho anh em luôn nhá. Con này chức năng thứ nhất là cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn này, nó có cái phần khuyết này anh em, cắt gà thoải mái này. Thứ hai là anh em dùng khui bia này, thứ ba là anh em đánh vảy cá này, thứ tư là kẹp cua ghẹ và thứ năm là mở nắp chai này. Năm chức năng cho anh em trong một con kéo gà này luôn anh em nhé. Đấy. Đấy, cắt gà, cắt cá, làm gà, làm cá, làm lòng là biết ok hết luôn. Giá thì cực kỳ tốt nhá, 85k cho con kéo khui bia này. Đó, rồi ok anh em. Đi. Hàng này thì bên shop vẫn bán cho các bác cái giá như cũ thôi. Đấy. Đó là 800k nhá. Bộ này bên em đang bán là 850k. Đấy, các bác lên trên là bộ nồi 6 món này. Đó. Bộ nồi 6 món nhá. Đấy, bộ nồi Đức 6 món. Bên shop đang bán là 850k. Đợt này thì hàng về giá tốt, về cho bác giá còn là 790k nhá. 790k. Đấy, 790k và bao ship nhá. Đó. Yêu cầu các bác là cọc trước 100 này. Cọc trước 100 nhá. Đấy, cọc trước 100 thì bên em mới gửi hàng. Cái này là quy định rồi. Yêu cầu các bác cọc trước 100. Đấy, còn bác nào chuyển khoản hết nhá. Chuyển khoản hết thì bên shop gửi tới bác cái giá đó là 750k. Đấy, các bác cứ bán cho bên em 750k là xong, còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó. Thì đây em sẽ đi vào chi tiết luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái nồi như này này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là một cái nồi 2 lít này. Đấy, một cái nồi 2 lít như này. Đấy. Một nồi 2 lít như này. Đó, một nồi 2 lít như này. Đấy. Một nồi 2 lít như này. Hàng này là hàng dày các bác nhé. Hàng dày, hàng loại 1 cho các bác nhé. Đấy, một nồi 2 lít này. Đấy, tiếp theo là tiếp một nồi 2 lít nữa quay lạch này. Một nồi 2 lít nữa quay lạch này. Đó, đây. Đây, 2 lít đây. Kính của nó đều là kính cường lực hết nhá. Kính cường lực hết đây các bác này. Đó. Hàng rất chất luôn. Đó. Rất chất luôn. Đấy, kính cường lực này. Tiếp theo là đến cái nồi 3 lít các bác này. Nồi 3 lít đây. Đấy. Con này nó sẽ là nồi 3 lít các bác nhá. Nồi 3 lít này. Cũng cực kỳ là dày dặn chắc chắn luôn. Đế của nó sẽ là đế 5 lớp nhá. Đun được tất cả các loại bếp luôn. Đó, đun được tất cả các loại bếp luôn các bác nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là cái nồi 4 lít này. Đấy, nó sẽ có 2 lít, 3 lít, 4 lít và 5 lít. Bên em sẽ tính theo lít cho các bác nhá. Đây, số in rất rõ ràng luôn. 4 lít đây các bác này. Đó, đế 5 lớp cực kỳ là dày dặn chắc chắn luôn. Con này thì của nó sẽ là 4 lít nhá. Đây, hàng của hãng này. Đấy. En cái gì Beijing như này các bác này. Đấy, chữ của Đức nói chung nó khó đọc lắm. Tiếp theo là đến cái nồi 5 lít này. Đấy, nồi 5 lít đây. Tất cả đều có vung hết nhá, kể cả cái chảo của nó cũng có vung luôn các bác nhá. Chảo của nó cũng có vung luôn. Đây. Con này của nó là 5 lít này. Đấy, 5 lít này. Rất chất luôn. Con này thì các bác dùng để xào nấu hoặc là để luộc gà, luộc cá đều là ok hết nhá. Đít siêu dày luôn các bác này. Đấy, đít siêu dày luôn. Hàng đun được hết các loại bếp nhá, bếp ga, bếp từ, bếp halogen, bếp electric rồi bếp undắc này, ceramic này, nói chung là đầy đủ luôn các bác nhá. Đó. Đây. Và đến một con chảo nhá, đến một con chảo như này. Đấy. Một em chảo như này. Đấy. Một em chảo rất xịn sò luôn. Chảo tráng đá nhá. Đấy. Em chảo này tráng đá và có nắp cho các bác luôn nhá, có vung cho bác luôn. Đấy, chảo tráng đá có vung luôn. Thì bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác là 6 món nhá. Đây, chảo này. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Đây, Germany các bác này. Đó. Rất chất lượng luôn nhá. Em chảo trắng đá như này. Đó, chảo trắng đá như này rất là ok luôn. Đó, đây. Thì bộ của nó sẽ bao gồm 6 món các bác nhá. Đầu tiên sẽ là em chảo này. Đấy, chảo đây. Đấy. Tiếp theo là đến cái em xoong
Đây, em này là em đây. Đầu tiên là em chảo này, tiếp theo đến em 5 lít này. Sau đó thì em này là em 4 lít này. Đây, em 4 lít đây. Đấy. 4 lít thì các anh nhá. Đấy. 4 lít đây. Đấy. Em này là em 3 lít này, 3 lít đây. Đấy. Đấy, 3 lít này. Em này là tiếp theo là em 2 lít này. Đấy. Và em này là em 1 lít này. Đấy. Rất là ok cho các bác luôn nhá. Đầy đủ trọn bộ cho các bác luôn. Đó. Rất là ok luôn. Đây. Đấy, các bác quan sát này. Đó. Hàng rất đẹp nhá. Lên mã giúp cho em là bộ nồi 6 món Đức nhá. Giá sẽ là 790.000, cọc trước 100, còn bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 750k nhá. 750k. Bên em vẫn ưu tiên cho bác nào chuyển khoản hết nhá. Đấy, vẫn ưu tiên cho bác nào chuyển khoản hết. Đó, giá rất tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về được một lô cái bộ ví xanh các bác nhá. Hàng siêu đẹp cho bác luôn. Đấy. Về được mấy chục bộ này. Các bác lên cho em là ví xanh nhá. Bộ này thì em bán thì giá siêu tốt cho bác rồi. Đấy, các bác lên cho em là bên em có cả ví hồng nhá. Cái này thì bên nó về cái ví này là ví xanh nhá. Các bác lên cho em là ví xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110k nhá. 110k cho cái bộ ví xanh như này. Giá siêu tốt cho bác luôn nhá. Đó, 110k. Đây. Các bác quan sát này. Bộ sản phẩm của nó thì nó rất là nhiều các cái sản phẩm đi kèm này. Thứ nhất thì nó sẽ kèm cho các bác là 4 cái bấm móng tay này. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này, 4 cái bấm móng tay các bác nhá. Bấm móng tay là các bác sẽ có 4 cái bấm nhá. Những cái hàng ví hồng hoặc là ví nâu thì nó chỉ có 3 thôi. Nhưng riêng dòng này là sẽ cho các bác 4 bấm móng tay này. Đấy, và cái bộ sản phẩm bao gồm là nặn mụn tẩy lột mụn các kiểu này, rồi làm móng này, rồi sẽ có kéo cho các bác này. Và đặc biệt cái bộ này ưu điểm của nó sẽ có thêm một cái nạo gót nhá, coi nhá. Đấy. Có thêm cả cái nạo gót chân cho các bác này. Đấy, nạo gót chân nhá, để các bác dùng để tắm rửa xong thì mình nạo gót chân, và nó cặn thì tặng kèm thêm một cái miếng nạo nữa. Đấy, một cái bộ sản phẩm chất lượng như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Các bác lên thì là ví xanh nhá. Giá của nó sẽ là 110.000, 110.000 cho con ví xanh này. Đấy, giá siêu tốt cho bác luôn. Đây, lấy giấy tai này, nặn mụn này. Rồi nói chung là nhiều lắm các bác. Đấy, ưu điểm của con này là có thêm cả cái nạo gót chân nữa, thêm cả nạo gót chân nữa, và có thành 4 cái bấm móng luôn. Giá sẽ là 110.000 các bác nhá. Đấy, 110k cho cái này. Các bác lên mã giúp cho em là ví xanh nhá. Ví xanh, giá của nó sẽ là 110.000 cho con ví xanh này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là cái con đèn xoay, thì bên shop lại về đây. Đấy, đợt này thì hàng về giá tốt cho bác luôn. Đó, con này đang bán bao nhiêu? Đèn xoay nhá, các bác lên cho em là đèn xoay. Đấy, đèn xoay. Đợt trước thì đang bán cho các bác với giá là 60k. Đợt này hàng về giá tốt, lên cho bác cái giá là 55k cho con đèn xoay này nhá. Lên mã cho em là đèn xoay. Giá của nó sẽ là 55k cho con đèn xoay này. Giá siêu tốt gửi tới các bác luôn. Đây các bác này. Đó. Thì một con đèn như này, về các bác chỉ cần là ở đây bên em đã tặng kèm cho các bác cả đuôi rồi. Đấy. Bây giờ nếu các bác mua một cái đuôi có công tắc như này thôi cũng đã phải mất 10-20.000 rồi. Đấy. Thế mà cả con đèn cả công tắc như này, các bác cũng chỉ mất có là đi đây. Một con đèn rất đẹp như này mà các bác chỉ mất con 55.000 thôi. 55.000 trọn bộ cả đèn cả đuôi luôn các nhá. Đấy, cả đèn cả đuôi. Hàng siêu chất luôn. Đây các bác này. Đấy, rất đẹp các bác nhá, rất đẹp luôn. Đấy các bác thấy không? Rất đẹp luôn. Đây. Các bác xem dọi lên tường này, rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó, chiếu lên trần nhà các bác này. Đó, chiếu lên trần nhà đây. Rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó. Một con đèn xoay đẹp như này. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55k nhá. 55k cho con đèn xoay như này. Đó, 55k cho con đèn xoay như này. Rất ok cho các bác luôn nhá. Đấy. Các bác mua thì lên mã giúp cho em là đèn xoay nhá. Giá của nó sẽ là 55k các bác nhá. Rất ok luôn. Đó. Đấy, lên mã giúp cho em là đèn xoay nhá. Giá của nó sẽ là 55k. Đấy, 55k cho con đèn xoay như này. Sản phẩm tiếp theo đó là cái nạo gót chân các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là nạo gót chân. Hàng đợt này về thì có hộp rất là đẹp luôn. Đấy, lên cho em là nạo gót chân nhá. Nạo gót chân. Đang bán bao nhiêu nhỉ? Nạo gót chân. Hả? Các bác lên mã giúp cho em là nạo gót chân nhá. Con này thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. 50k cho cái nạo gót chân như này. Đấy, một con nạo gót chân như này. Con này thì chuyên để nạo gót chân. Các bác sẽ được tặng kèm thêm một bộ hộp lưỡi như này bao gồm 10 chiếc này. Đấy, và cái tay nạo này của nó là nó sẽ bằng gỗ này, bằng gỗ rất là đẹp luôn. Đấy. Gót chân da khô nứt nẻ đấy các bác. Thì các bác tắm xong thì các bác nạo đi cho em. Đây, nó có cả phần cái đầu lưỡi cạo như này. Đó. Nên mã giúp cho là nạo gót chân nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k cho con nạo gót chân này. Có tặng kèm các bác hẳn 10 lưỡi thì các bác thay thế luôn. Lên cho em là nạo gót chân, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho em nạo gót chân này. Đó. Giá siêu tốt cho bác luôn.
Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái con đèn móc khóa các nhá, đèn móc khóa. Con này thì siêu sáng luôn. Thời gian sáng của nó thì từ 2 đến 4 tiếng tùy theo cái dung lượng các bác sạc nhá. Đấy, đèn móc khóa này. Các bác sẽ được tặng kèm dây sạc như này, tặng kèm dây sạc như này không nhá. Đó, tặng kèm dây sạc như này. Rất chất lượng luôn. Đây một con đèn móc khóa như này. Con này thì nó sẽ có nam châm nhá, có nam châm này. Đấy, có nam châm hít luôn không nhá. Đấy, và các bác có thể để trên giá như này cũng rất là tiện này. Đấy, bật lên này, rất sáng luôn. Nó sẽ có 3 chế độ sáng cho các bác nhá. Đấy, sáng mạnh này. Sáng mạnh này, sáng vừa này và nhấp nháy các bác nhá. Đó. Có nam châm hít này, có móc khóa này, cái này dùng để cho vào móc khóa này và cái này dùng để khui bia nhá. Đấy, dùng để khui bia, rất là tiện luôn. Đó. Thì một con đèn móc khóa như này, có nam châm hít luôn các bác này. Đấy, có nam châm hít luôn, rất là tiện nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con đèn móc khóa như này, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho con đèn móc khóa như này. Đấy, các bác lên mã giúp cho là đèn móc khóa nhá. Giá của nó sẽ là 50k. Đấy, bác nào có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ nhá. 50k cho cái đèn móc khóa này thôi. Giá của nó sẽ là 50k các bác nhá. Đấy, có lên cho em là đèn móc khóa này. Đèn móc khóa. Đấy, đèn móc khóa nhá. Đấy. Đèn móc khóa. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho cái đèn móc khóa này các bác nhá. Đó, 50k. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái bàn trải điện các bác nhá. Tần suất rung của nó sẽ là 32.000 lần trên phút nhá. Đấy, lên cho em là bàn trải điện này. Đó, bàn trải điện. Bàn trải điện. Giá thì bên shop đang gửi tới một con bàn trải điện như này. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con bàn trải điện như này. Đó. Hàng tốt và giá hợp lý cho bác luôn. Nên đã giúp cho em là bàn trải điện. Giá của nó sẽ là 80k cho một em. Đấy. Đấy. Thì khi các bác nhận được hàng thì một thân bàn trải này tặng kèm cho các bác 4 đầu này. 4 đầu bàn trải và một cái cục chân sạc. Một cái chân sạc như này về các bác cắm vào cái USB nhà mình nhá. Đấy. Đấy thì nói chung là cũng rất là rẻ thôi. Tại vì bây giờ nếu như các bác đi mua 4 cái đầu bàn trải như này. Đấy, 4 cái đầu bàn trải như này các bác đã mất đi là 20.000 một cái là mất 80.000 rồi, 80.000 rồi. Thế mà đây 4 đầu bàn trải như này. Tặng kèm một thân máy này, một dây sạc giá chỉ có 80.000 thôi. Bây giờ các bác đi ra cửa hàng mua một cái bàn trải như này cũng đã mất đi 20.000 một chiếc rồi. Đấy. Đấy, nó rung đây các bác nhá. Nó rung rất là mạnh các bác này. Đó, rung rất là mạnh luôn. Đó. Rung rất là mạnh luôn các bác nhá. Đó. Đây. Cứ để cái hộp này. Rung rất là mạnh như này nhá, rung rất là mạnh như này. Đấy. Giá thì chỉ có 80k cho con bàn trải điện này thôi. Giá siêu rẻ cho các bác luôn nhá. Đấy, giá siêu rẻ cho các bác luôn. Đấy. Công tắc thì các bác nhấn lì cho em nhá. Nhấn lì cho em là công tắc nó sẽ nhảy nhá. Đó. Giá rất là rẻ cho các bác luôn, một con bàn trải điện như này. Giá của nó sẽ là 80k. Đấy. Đấy, 80k cho con bàn trải điện này thôi các bác nhá. Đó. Có mấy tờ? 80k nhá. Các bác lên trên là bàn trải điện, giá của nó sẽ là 80k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái bình xịt nhớt nhá. Bình xịt nhớt này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, các em cũng không giới thiệu nhiều nữa, giới thiệu nhanh cho bác thôi. Con này thì ưu điểm của nó khi các bác để thì nó sẽ không bị đổ này. Đấy, lộn tu lộn vòng các thứ là không đổ này. Đấy, bóp thì bằng xi lanh rất là mạnh luôn. Đấy, hàng của Nhật này, Kabushi Japan này. Đấy, độ chứa của nó sẽ là 250ml và con này ưu điểm của nó có thể ngoắt nghéo như này được này. Đấy, coi theo nó có thể ngoắt nghéo như này được. Đấy, rất là ok luôn. Thì giá bên shop đang gửi tới các bác một cái con xịt nhớt như này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho cái bình xịt nhớt như này. Các bác lên cho em là bình xịt nhớt nhá. Giá của nó sẽ là 50k cho em bình xịt nhớt này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Lên mã cho em cho bình xịt nhớt giá 50k nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bộ bài vàng các bác này. Đấy, bộ bài vàng. Thì nay bên shop lại về các bác nhá. Đó, đây. Nay bên shop lại về đây. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cái bộ bài vàng các bác nhá. Đây bộ bài vàng như này. Đấy, một bộ bài vàng. Cái này bằng nhựa nhá, bằng nhựa, cứ làm lại đi. Bộ bài vàng bằng nhựa như này. Đấy, nó là bằng nhựa cho nên là chống nước thứ rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ bài như này, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho cái bộ bài vàng như này. Đấy, 50k. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó, đây. Các bác lên xem là bộ bài vàng, giá của nó sẽ là 50k cho bộ bài này các bác nhá. Đó. Cái này bằng nhựa nhá, không thấm nước các bác nhá, không thấm nước này. Đấy. Rất là xịn sò luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà hoặc để chơi các bác nhá. Đấy, rất là đẹp nhá. Mạ vàng rất là đẹp luôn. Đây. Đấy. Đấy. Rất xịn sò luôn. Giá của nó sẽ là 50k cho một cái bộ bài như này các bác nhá. Đó, 50k cho cái bộ bài như này. Đấy.
hàng rất chất lượng luôn nhá, hàng rất chất lượng luôn. Đấy, các bác lên cho em là bộ bài vàng, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một bộ bài như này. Đấy, giá siêu tốt cho bác luôn, bộ bài vàng 50k thôi nhá, nó 50k thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là cái băng dính hai mặt nhá, băng dính trong nhá. Đấy, đợt này lô này về thì lại là hàng loại dày này, hàng loại dày rất là dày luôn các bác. Đó, các bác lên cho em là băng dính trong hai mặt nhá. Đấy, băng dính trong hai mặt. Đây, băng dính này, nó băng dính trong này, đấy, băng dính trong hai mặt nhá, lên cho em băng dính trong hai mặt nhá. Giá rất tốt luôn, chỉ có một bát phở thôi, 30k nhá. Đấy, phở quê em rẻ lắm, 30k nhá. Đấy, phở các bác 40-50 nghìn, phở quê em chỉ có 30 nghìn bát phở thôi. Đây, 30k các bác này, băng dính trong hai mặt. Có video thực tế cho các bác xem luôn. Ok, quất về đây luôn nhá. Giờ thì mình sẽ test thử luôn nhá. Chỉ cái xe của nó này để xem là cái độ bám dính nó như nào nhá. Con này thì chiều rộng là 3cm cơ, dài 3m. Dán quần áo này các bạn. Đó. Chắc các bạn sẽ test thử trên cái ghế này nhá, để xem là cái độ chịu đựng tải của nó như thế nào. Đấy. Đấy các bác thấy không? Đấy. Nói chung là em này đáng được tiền bán gạo đấy. Đấy, có theo, rất ok luôn. Một con băng dính trong hai mặt thế này, giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k nhá, 30k cho em này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái kéo cắt vải các bác này. Kéo cắt vải hàng nội địa của Nhật rất chất lượng luôn. Đây, các bác lên cho em là kéo may nhá. Đấy, lên cho em là kéo may. Đấy, đợt này hàng về rất là đẹp luôn, vỏ hộp trắng toát luôn, trắng không tì vết luôn các bác nhá. Đó, lên mã giúp cho em là kéo may nhá. Đó, kéo may. Bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 160 nghìn à, 160k cho con kéo may này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là kéo may, giá chỉ có 160k thôi. Hàng của Nhật siêu chất lượng luôn. Đây, Japan này các bác này. Đó, Japan này các bác nhá. Đấy, rất chất lượng luôn, hàng của Nhật này. Đây, cắt rất là ngon luôn nhá. Các bác dùng để cắt vải thì thôi rồi luôn các bác này. Đấy, đây, các bác thấy không? Đây, tổng chiều dài của kéo thì khoảng là 30cm nhá, nguyên phần lưỡi này thì vào khoảng là 15cm nhá, cắt rất là ngon luôn. Cân nặng thì khoảng 6-7 lạng nhá, khoảng 6-7 lạng, nói chung là rất là nặng nhá. Đấy, đây, rất là nặng luôn. Đây, kéo cắt cực kỳ là đầm tay. Đây, cầm mà cắt rất là ngon luôn nhá. Đây các bạn quan sát này, đó, cắt rất là ngon luôn. Đây các bạn theo, đó, lên mã giúp cho em là kéo may nhá, kéo may. Giá thì rất là tốt cho bác luôn, đường cắt thì phẳng lì luôn không nhá, rất là đẹp này. Đấy, đây các bạn quan sát này, đường cắt rất phẳng đẹp luôn các bạn nhá. Đây, đường cắt rất phẳng đẹp luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 160.000 cho con kéo may này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là kéo may, giá của nó sẽ là 160k thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn, 160k cho em kéo may này. Đấy, giá rất tốt cho bác nhá, 160k. Đó, tiếp theo là bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái mũi khoan đa năng nhá. Lên cho em là mũi khoan đa năng này. Đấy, mũi khoan đa năng. Đấy, mũi khoan đa năng này. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là bao nhiêu? 135k nhá, 135k. Đấy, đợt này hàng về giá tốt cho bác, xả cho bác còn là 130k nhá, 130k cho cái hộp mũi khoan đa năng như này. Đấy, hộp này của nó sẽ bao gồm là 5 mũi. Hộp này của nó sẽ bao gồm 5 mũi cho bác luôn. Đây, đấy. Nó sẽ có mũi là mũi 6 này. Mũi 6, mũi 8, mũi 10 và mũi 12. Đấy. 6 này, 8, 10, 12, tức là 2 mũi 6 là 2 mũi phổ thông nhất dùng nhiều này. 2 mũi 6 này, 1 mũi 8 này, 1 mũi 10, 1 mũi 12 nhá. Đấy, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10, 1 mũi 12. Bộ 5 mũi như này. Đấy, bộ 5 mũi như này. Giá của nó sẽ là 130k. Đấy, 130k cho cái bộ 5 mũi khoan đa năng như này. Đấy, 130k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là màu vịt các bác nhá. Đấy, các bác lên xem là màu vịt, giá bên shop đang gửi tới các bác một bộ màu vịt như này bao nhiêu nhỉ? Đó, lên xem là màu vịt nhá. Hả, hình như giảm rồi mà. Các bác lên xem là màu vịt nhá. Đó, màu vịt, giá của nó sẽ là 130k cho cái bộ màu vịt như này nhá. Đấy, 130k cho bộ màu vịt như này. Đó, giá siêu tốt cho bác luôn. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là rất là nhiều chi tiết các bác này, rất nhiều chi tiết như này. Đấy, đây các bác quan sát này, các bác có thể mua để làm quà cho các em cũng rất là ok, quà sinh nhật cho con cháu nhà mình rất là ok luôn. Đấy, nó sẽ cho các bác bao gồm là các cái biểu màu này, màu chì, màu nước, màu sáp, màu bột, nói chung là ti tỉ màu, ngân ngẩn màu cho các bác luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Một cái bộ màu như này
Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá, 130.000 cho cái hộp màu như này. Hộp này của nó là hộp bằng gỗ nhá, hộp bằng gỗ. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà thì rất là ok nhá. Đấy, sách này rất là lịch sự luôn, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Giá thì chỉ có là đi 130.000 thôi, 130.000 cho cái bộ màu này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy, giá siêu tốt cho bác luôn nhá. 130k cho cái bộ màu vịt như này. Sản phẩm tiếp theo đó là cái khăn bếp các nhá. Đấy, các bác lên cho em là khăn bếp này. Khăn bếp này thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về nhá. Giá thì cũng rất là tốt luôn. Tắt máy đi bật lên. Một hộp này, một túi này của nó bao gồm là 10 chiếc nhá. Kích thước của nó là 20x20, 10 chiếc các bạn, 10 chiếc các bác dùng để lau bếp, lau khăn bát hoặc là ăn uống nhá. Ăn uống mà các bác dùng giấy cũng không tốt, các bác dùng cái khăn này cho em. Đấy, dùng xong thì mình lại giặt phơi lên, mình lại dùng tiếp. Đấy, hoặc nhà có khách khứa, có cỗ bàn mà các bác cứ mỗi người mà dùng một cái này thì nó rất là lịch sự. Giá thì rất tốt cho bác luôn, chất liệu bằng sợi bông, thấm hút nước tốt. Giá rất tốt cho bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là khăn bếp nhá. Giá của nó sẽ là đây, khăn bếp. Giá của nó sẽ là 25k. 25k cho cái khăn bếp này. 25k nhá. Đó, 25k cho cái khăn bếp này, giá siêu tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là cái cân tiểu ly các bác này. Cân tiểu ly đây. Đấy. Thì cái này thì là mẫu nhỏ các bác nhá. Đấy, mẫu nhỏ. Mẫu này thì chỉ cân được có 5 cân trở về thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con cân tiểu ly như này, giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy, 100k. Đấy là cân tiểu ly loại nhỏ nhá. Đấy, còn bên em có cả cân loại to. Cân này thì chỉ cân có 5 cân thôi. Đấy. Cân tiểu ly 5 cân các bác nhá. Đấy. Còn cái cân to kia là 10 cân, còn cân này thì 5 cân. Đấy. Các bác lên cho em là cân tiểu ly 5 cân nhá. Đấy. Cân tiểu ly 5 cân. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 100k nhá. Đấy. Lên cho em là cân tiểu ly 5kg nhá, 5kg. Đấy. 5kg nhá, cân loại 5kg. Đấy, bên em có cả loại 10kg. Các bác bật cái này lên cho em này. Đấy, bật cái nguồn này lên. Sau đó để cho em chế độ gam là xong, đây em cân luôn cái bút này. Đấy. Cái bút này của nó sẽ là 17g đi các bác này. Đây. Đấy, các bác để chế độ thăng bằng cho em xong bắt đầu cân này. Đây. Đấy, con bút này của nó sẽ là 15g nhá, 15g con bút này. Đấy. Tính chuẩn từng gam luôn các nhá. Đây. 15g. Đấy, rất là ok luôn. Đây. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá là 100k cho con cân tiểu ly này nhá, 100k. Đấy, các bác lên đã giúp cho em là cân tiểu ly, giá của nó sẽ là 100.000. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái thanh cọ lưng này. Các bác lên cho em là thanh cọ lưng nhá. Đấy. Thanh cọ lưng. Đây. Lên cho em là thanh cọ lưng nhá. Đấy. Thanh cọ lưng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái thanh cọ lưng như này. Đấy, các bác dùng để tắm thì cọ lưng nó rất là mềm luôn nhá. Đấy. Các bác có thể vòng ra đằng sau để kỳ lưng này, kỳ lưng, kỳ tay chân này. Đó, rất là tiện luôn. Thì con thanh cọ lưng như này, bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi 50k, 50k nhá. 50k đợt này hàng về giá tốt cho bác, giá còn là 45k cho cái thanh cọ lưng này nhá. Đấy. 45k cho con thanh cọ lưng như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là thanh cọ lưng, giá của nó sẽ là 45k các nhá. Đây. Rất là mềm luôn, mềm mịn các nhá, rất là mềm mịn luôn. Giá siêu tốt cho bác luôn nhá. Đó, siêu tốt cho bác luôn. Đấy, một cái thanh cọ lưng như này để tắm kỳ cọ lưng rất là ok, giá siêu tốt luôn. Rồi ok. Ô nhá, đũa Hàn Quốc. Các bác lên cho em là đũa mạ vàng nhá, đũa mạ vàng. Đấy. Đũa mạ vàng. Đấy, cái này thì bên shop đang bán cho các bác với giá cực kỳ là tốt luôn. 50k trên một hộp này là 10 đô nhá, 50k trên 10 đô. Đó, 50k trên 10 đô. Giá rất là tốt luôn. Đó, đũa mạ vàng nhá. Hàng của Hàn Quốc đây. Korea này các bác. Đấy, Korea. Đũa của Hàn Quốc cực kỳ là chất lượng luôn. Đó. Đũa này thì nó được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn các bác nhá. Đó. Chịu được nhiệt độ cao. Đấy, chứ không phải chống cháy đâu. Nhiều bác về các bác lôi ra các bác đốt xong các bác bảo là em quảng cáo là đũa chống cháy là nó cũng không hẳn là đúng các bác nhá. Đó, đây. 50.000 cho 10 đôi đũa mạ vàng như này, rất là đẹp luôn. Đầu trên là mạ vàng các bác nhá. Đầu trên là mạ vàng như này. Đấy, mạ vàng rất tuyệt vời luôn. Đũa thì rất là bóng nhá. Đấy, bóng sạch không bắt dầu mỡ. Và đầu này thì có đánh nhám nhá, gắp cực kỳ là ngon và dễ gắp luôn. Đấy, thì một hộp như này của nó là 10 đôi. 10 đôi và giá của nó là 50.000, như vậy là các bác mua vào là mất 5.000 một đôi nhá, 5.000 một đôi. Đấy, 50. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đấy các nhá. Đó. Bây giờ các bác mua cái đũa tre ngoài thị trường không đã phải là 20.000 một vỉ rồi, 2 đến 30.000 một vỉ, 10 đôi. Nhưng mà đũa tre thì dùng nó hay bị mốc, hay bị mốc hay bị ngấm ẩm vào. Nhưng cái này thì dùng thì cực kỳ là sạch sẽ luôn, nhanh khô. Đũa được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn nhá. Đấy, hàng của Hàn Quốc đây, Korea con này. Đấy, giá rất là tốt luôn. Thì một cái hộp đũa như này
Giá của nó sẽ là 50k cho một hộp đũa mạ vàng 10 đôi các nhá, 50.000. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái lô, đó là cái hàng thiết bị vệ sinh. Thiết bị vệ sinh các bác nhá. Đó. Thì con này nó là cái con van chia nước các bác này. Đấy. Con này các bác lên cho em là van chia nước nhá. Đó, van chia nước này. Van chia nước. Đấy. Con này là van chia nước. Con này thì bên shop đang bán là 50k trên một con nhá. 50k trên một con. Nó cũng bằng inox 304 nhá. Van chia nước rất là dày dẫn và chắc chắn bằng inox hết. Cái này thì các bác dùng để thứ nhất là giảm áp lực của nước, thứ hai là các bác có thể chia ra làm hai đường nước cho em. Đấy, đây. Gen của nó sẽ là gen 21 à gen 27 này. Về các bác dặn vào cái gen gen cấp nước của mình, còn hai cái đầu này thì các bác kết nối cho em là với các cái nguồn nước của nhà mình. Đấy, với các nguồn nước của nhà mình các bác nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em là van chia nước nhá, van chia nước. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. Con này thì 100% là bằng inox 304 nhá, 304 hết. Không bắt nam châm nhá, không bắt nam châm. Giá của nó là 50k cho một con van chia nước như này. Lên cho em là van chia nước 50k. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con V21 cô nhá. Con này thì bên em ký hiệu nó là V21 này, V21. Bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k cho một con V21 này. Đấy, 60k. Hàng thì cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là V21, giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy đây. Thì sản phẩm của nó sẽ là một con van xả nước như này. Đấy, bên em ký hiệu nó là V21 nhá. Van xả nước, bên em ký hiệu nó là V21 nhá. Đó. Inox 304, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Con này thì nó cũng không bắt nam châm nhá, không bắt nam châm. Gen của nó cũng là gen 21 nhá, gen 21 đây. Đấy, đây là cái gen xoáy của nó này. Đấy, gen xoáy đây. Đấy, gen là gen 21 các bác nhá. Đây. Đấy, tất cả của nó đều bằng inox hết nhá, đều bằng inox hết, cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác có thể xoáy cái này ra để xoáy thêm các cái kết nối của các cái đầu vòi nước khác, rất tiện này. Đấy, giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá đó là đi 60k nhá. Lên cho em là V21 nhá, V21. Giá của nó sẽ là 60k. Đấy. V21 giá của nó sẽ là 60k cho con V21 này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái cân sức khỏe đó nhá. Các bác lên cho em là cân sức khỏe. Con này cân của nó sẽ là cân được 80 kg, 180 kg. Cân sức khỏe nhá. Đó. O em đây. Cân sức khỏe. Đấy, cân được tổng thể là 180 kg. Đấy, 180 kg. Cân cao nhất là được 180 kg. Giá bên shop đang gửi tới bằng 120k. 120k nhá. 120k cho một con cân sức khỏe như này. Hàng thì siêu chất luôn con ạ. Đấy. Đây. Đây. Đấy, hàng của Nhật nhá, còn nguyên tem mác nhá, hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng rất là đẹp luôn. Đấy. Còn nguyên tem mác giấy tờ đây con. Đấy. Rất chất lượng luôn. Đây. Đấy. Đây con nhá. Đó, nguyên tem mác giấy tờ chữ Nhật đấy con này. Đấy. Đây. Hàng rất chất lượng luôn. Đấy. Cân thì được làm bằng kính cường lực nhá. Đấy. Mức độ cân tối đa của nó là lên tới 180 kg. Các bác sẽ được tặng kèm cho một đôi pin như này. Đấy, một đôi pin như này. Về các bác lắp cái pin này vào cho em. Đó, cho ra trong đi. Về các bác lắp cái pin này vào cho em nhá. Đó, đây. Lắp cái pin này vào cho em. Đây. Đấy là sau đó là các bác sử dụng thôi. Rất là tiện dụng nhá. Các bác cứ để góc nhà đấy hoặc là để đầu giường ấy, liên tục kiểm tra cân nặng sức khỏe cho em. Đấy. Đấy, các bác để cho em chế độ kg nhé. Con này thì nó có vừa là chế độ kg, vừa là cập nhật nhiệt độ luôn. Đấy, cập nhật cho các bác nhiệt độ luôn nhé. Đây, em sẽ cân thử cho bác xem này. Đấy, đây. Khi các bác mà sử dụng mà nếu mà nó không lên thì các bác lay lại cái chân pin này cho em. Đó, có thể là nó bị sẽ bị lỏng pin không nhá. Đấy, nó sẽ bị lỏng pin. Thì các bác lay lại cho em cái chân pin này là ok thôi. Đấy, nó sẽ bị lỏng pin. Đây các bác nhá. Đấy, em sẽ cân cho các bác xem này. Đấy, các bác cứ nếu mà nó không lên thì các bác cứ nhấn cái công tắc này cho em này. Đấy, nhấn công tắc này là nó sẽ lên này. Đấy. Em sẽ cân cho các bác xem này. Đây. Đấy, đây. Đây nhá. Đó. Cân nặng của em là 69,95 này. Đấy, tức là gần 70 cân. Đấy, nó tính cho các bác từng gam một luôn, rất là chuẩn nhá. Đấy. Và nó sẽ tự nó sẽ nhảy về số 0 nhá. Đấy, tự sẽ nhảy về số 0. Nó sẽ nhớ một chút sau đó sẽ tự nhảy về số 0. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. 120.000 cho con cân sức khỏe này. Ở trong này thì nó sẽ có tặng kèm các bác một đôi pin. Nếu mà đôi pin mà về các bác lắp không lên thì các bác mua pin mới cho em. Tại vì là cái con này nó hàng nó nhập từ nước ngoài về, có khi để lâu nó sẽ hết pin là bình thường. Đó. 120.000 các bác nhá. Lên cho em là cân sức khỏe 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái kìm hàn các bác nhá, kìm hàn. Thì
Có cái con là nó là công suất của nó là 600 và 800A. Thì bên em ký hiệu con này là con K1 các nhá. K1 bao nhiêu? K1 nhá. K1 của nó sẽ là 130.000. Đấy, bên em ký hiệu nó sẽ là kìm hàn K1 này. Giá của nó là 130k nhá. 130k con kìm hàn K1 này. Đấy. Công suất của nó thì nó sẽ là từ 600 đến 800A nhá. 600 đến 800A. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có tặng kèm cho các bác đầy đủ bộ lục giác rồi các cái đầu kết nối này về các bác lắp đặt vào đây trong này. Đấy. Một con kìm hàn cực kỳ là chắc luôn. Con này các bác bóp mà dùng gia đình đã là ok lắm rồi. Đấy, bác nào làm thợ thì mới cần phải dùng con to cái chứ nếu mà dùng con to cái nó rất là nặng tay. Khi mình hàn thì cầm nó mỏi tay nó cũng vất vả nhá. Và khi bóp ra để đưa que hàn vào nó cũng rất là nặng. Đấy, kết nối của nó thì 100% là bằng đồng hết nhá. Đây, đấy, đồng đỏ au các bác này. Đấy. Thì các bác lên xem là kìm hàn K1 nhá. Con này nó giá chỉ có 130.000 thôi. Bác nào máy hàn máy yếc mà bị hỏng bị lỗi thì các bác thay vào cho em. Đó. Con này kìm hàn K1 giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130k. Ngoài ra thì bên shop có con thành con to đây. Con này thì công suất của nó sẽ là 800 đến 1.000A nhá. 800 đến 1.000A. Đấy. Thì con này nó là con to khủng rồi. Giá của nó là 150.000, 150.500 à. Con này là các bác lên xem là kìm hàn K2 nhá, K2. Giá của nó sẽ là 150k nhá. Đấy, cũng có phụ kiện ốc ác rồi nói chung đầy đủ cho bác luôn. Kết nối thì 100% là bằng đồng hết nhá. Đầu này, đầu rắc kết nối cái thứ bằng đồng hết này, đồng đỏ au đấy các bác này. Đó. Và đây, lò xo là xiếc về cho các bác kết nối nhá. Giá của nó là 150.000. Con này các bác nào làm nghề làm thợ thì mới nên dùng con này. Còn dùng gia đình thì em khuyên các bác nên dùng con bé cái thôi cho nó đỡ mệt. Cầm mỏi tay mà các bác dùng ít cũng không cần thiết, nó thừa điện. Đấy, con này thì của nó là từ 800 đến 1.000A nhá. 800 đến 1.000A này. Đến 1.000A. Giá của nó là 150k. Các bác lên cho em là kìm hàn K2 nhá. Còn con này là con K1 thôi nhá. K1 nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái máy bắn vít các bác nhá. Đó. Các bác lên xem là vít máy nhá, vít máy. Đấy, vít máy này. Con vít máy này thì 130k cho con vít máy này nhá. Đấy. Máy vít à? Con này thì các bác lên xem là máy vít nhá, máy vít. Đấy. Máy vít nhá. Đó. Máy vít. Giá của nó sẽ là 130k các nhá. Đó, lên đúng tên cho em để tránh cái việc là hàng nó bị nhầm. 130k cho con máy vít này, hàng siêu chất luôn. Đây. Đấy. Con này thì nó rất là đơn giản thôi, nó là một con thân máy như này. Các bác sẽ được tặng kèm cho các bác là một con dây sạc này, một cái dây sạc đây. Về các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình, cắm đằng đít này cho em này. Đấy. Và được tặng kèm thêm hai cái mũi vít nữa. Hai cái mũi vít này nếu các bác mua bình thường, hai cái mũi vít này nó đã mất đi 20.000 rồi các bác nhá. Đó đây. Đấy. Nó sẽ có là đảo chiều là xoáy ra xoáy vào nhá. Nhiều bác không để ý cứ hỏi là như nào, có xoáy ra không? Tất nhiên là phải có xoáy vào thì phải có xoáy ra rồi. Tóm lại là nó chỉ có hai chế độ là vào là ra. Đấy, đơn giản vậy thôi. Đó, thì để em sẽ test thực tế cho bác xem luôn cái con này nhá. Đấy, test xem luôn. Ví dụ như đây bây giờ là em test cầm tay vào mà không nắm lại được, tức là nó cũng rất là ok rồi. Đấy, đưa cho anh cái đồng hồ. Đấy. Đây. Đấy. Đấy nhá. Đấy, cái đồng hồ đấy. Đây. Thì em sẽ test, em xoáy cái vít đồng hồ này cho bác xem. Nói chung là nó rất là nhỏ gọn đây nhá. Đây là con ốc đây. Đây. Con ốc đây em sẽ xoáy cho bác xem này. Đấy. Xoáy ra thì các bác ấn lên đi em. Đó, xoáy ra này. Đấy, rất ngon luôn nhá. Xoáy vào này. Bác thấy không? Đó. Đây, xoáy ra này. Đấy. Rồi, xoáy vào nhá. Đó. Đấy, quay theo. Chạy gen ốc luôn. Đấy. Nói chung là bác nào làm nghề làm thợ thì dùng con này rất là ok. Mình đẩy cái tay vào vừa phải nó rất là ngon. Giá hợp lý. Đây. Đấy, nắm tay mà như này là các bác biết rồi. Tay là không thể giữ được nhá. Tay là không giữ được đâu. Đó. Thì nói chung là cái độ khỏe của nó thì các bác hình dung là cái tay mình không giữ được thì tức là nó cũng là tương đối là khỏe đấy. Giá thì là 130.000, lên cho em là máy vít nhá. Máy vít giá của nó sẽ là 130k. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái bộ bàn chải vàng nhá, bàn chải vàng. Đấy, bàn chải vàng. Đợt này thì lô này hàng về giá rất là tốt cho nên là em sẽ thanh lý cho bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy. 8 cái như này nhá, 8 cái này. Giá của nó sẽ là 60k luôn. Đó, trước em đang bán là 90k nhá. 90k cái bàn chải vàng này. 8 cái xả cho bác còn là 60k nhá. 60k cho cái hộp bàn chải vàng như này các bác này. Đó. Giá chỉ có 60.000 thôi. 60.000 của nó sẽ bao gồm là 2 này, 4 này, 6 này, 8 chiếc bàn chải nhá. 8 chiếc bàn chải mà giá chỉ có 60.000 thôi.
Con này thì nó là bàn chải đa di năng nhá, bàn chải đa di năng thì nó sẽ bao gồm cho các bác. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là đầu này là đầu bàn chải này, đầu bàn chải lông tơ mềm mảnh này. Đấy. Và đầu này thì nó có cái phần để cho các bác vệ sinh lưỡi này. Vệ sinh lưỡi, vệ sinh miệng này. Đấy các bác nhá. Đó, đây. Đây, đấy vệ sinh lưỡi này các bác, nạo lưỡi này rồi vệ sinh răng miệng các bác nhá. Rất là ok luôn. Hàng rất chất lượng, giá thì cực tốt luôn. Đấy. Một hộp bàn chải vàng như này. Các bác lên xem là bàn chải vàng, giá của nó sẽ là 60k cho 8 cái bàn chải như này nhá. Đấy. 60k cho 8 cái bàn chải như này. Có lên trên là bàn chải vàng nhá. Đấy, bàn chải vàng 60k, giá rất tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái ô này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là ô Nhật nhá. Đấy, ô Nhật đây. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là ô 90 nhá, ô 90. Giá của nó sẽ là 90k. Đó, các lên cho em là ô 90 này. Ô 90 nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 90k cho một con ô như này. Đấy, lên cho em là ô Nhật tự động nhá, ô Nhật tự động. Và đây, con này thì các bác chỉ cần mở ra như này xong rồi. Đấy. Và các bác đẩy như này, đấy. Bấm như này, đấy nó sẽ bật ra con này. Đấy. Nan của nó là dạng nan kép nhá, và vải của nó sẽ là cái dạng vải là chống tia UV nhá, chống tia UV tia cực tím nhá, và là nước đổ đầu vịt các bác nhá, nước đổ đầu vịt. Trơn đi luôn, các bác chỉ cần hơi vẩy nhẹ cái là nó sẽ khô luôn. Đấy. Khi các bác mà muốn cho vào ấy, thì nó rất đơn giản thôi. Đây là mở ra này. Đấy, mở ra này. Đấy. Rất chắc chắn và khỏe quá nhá. Cho vào thì các bác chỉ cần bóp này xuống là xong. Đó. Hàng tự động hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Đó. Thì một con ô như này, bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 30cm nhá. Dài khoảng 30cm, các bác có thể đút túi quần này, treo lên cốp xe hoặc là nói chung là để vào động được, giá rất tốt luôn. Đấy, lên cho em là ô 90, giá của nó sẽ là 90k nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái dòng sản phẩm đó là cái máy xay tiêu nhá. Đấy, xay tiêu, các bác lên cho em là xay tiêu nhá. Đấy, lên cho em là xay tiêu. Con này thì các bác cứ mở nắp này ra cho em này. Mở nắp này ra cho tiêu vào đây. Sau đó đậy nắp vào này, sau đó các bác lật ngược lên như này. Sau đó thì cứ xay như này cho em nhá. Đấy. Xay như này cho em, cầm cái phần inox này và xay này cho em. Đó, hàng rất chất lượng luôn. Sau đó thì các bác lấy sản phẩm ra ở đây, tiêu nó sẽ ra ở đây. Đấy, giá thì cực tốt nha các bác, vừa là để tiêu luôn liên. Nó coi như cái lọ đựng tiêu cho các bác luôn. Cái này nó coi như cái lọ đựng luôn. Khi nào các bác ăn thì mới bắt đầu xay như này nhá, bắt đầu xoay như này. Sau đó thì mình lấy cái nắp này ra để mình lấy cái tiêu ra, tiêu nó sẽ rơi vào đây. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là một cái lọ xay tiêu như này, giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k, hàng bằng thủy tinh này. Rất dày dẫn và chắc chắn luôn. Xoay như này cho em nhé. Đấy, cho tiêu vào xoay như này cho em. Rất là ok luôn. Giá của nó sẽ là 60k cho con xay tiêu này nhé. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái dòng sản phẩm, đó là cái máy súng thư giãn các bác nhé. Đấy. Các bác lên cho em là súng thư giãn nhé. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con súng thư giãn như này. Giá của nó sẽ là 250k và bao ship nhé. Đấy, lên cho em là súng thư giãn này. Đó. Súng thư giãn này. Đấy. Súng thư giãn, nó hình cái súng mà, cho nên là em lên thế cho nó dễ. Súng thư giãn nhá. Đó. Giá của nó sẽ là 250k và bao ship nhá, 250k và bao ship cho con súng thư giãn này. Hàng rất chất luôn. Cho cái loa bên trong đi, nói nhiều. Qua lên cho em là súng thư giãn nhá. Đó đây. Thì các mở ra như này cho em này. Đấy. Bộ sản phẩm của nó sẽ là đây. Đấy, một con thân máy chính này. Một thân máy chính nhá. Một thân máy chính cho các bác này. Tiếp theo là đến các cái đầu của nó này. Đấy, nó sẽ có 4 đầu khác nhau, 4 đầu khác nhau. Và đây thân máy của nó đây. Lưu ý các bác là con này của nó sẽ là dòng là các bác phải nhấn lì nhá. Nhấn lì thì nó sẽ máy nó sẽ khởi động này. Đấy. Sau đó thì các bác tăng cái cấp độ lên. Đấy, ví dụ như là các bác dùng em mấy con đấm này. Đấy. Đấy lắp vào nhá. Đấy, đấm rất là khỏe luôn con này. Đó. Các bác đẩy cho em cấp độ lên này. Đấy. Nó có 6 cấp độ khác nhau này, con này. Độ rung của nó rất là tốt luôn nhé. Độ rung của nó rất là tốt luôn. Đấy. Đấy. Nó rung rất là khỏe này. Đấm vào các bó cơ này. Đấy, các theo. Đây. Đấy. Đấm vào các bó cơ thì nói chung là giúp cho các bác thư giãn rất là tốt luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 250.000 nhé. 250.000. Đó, giá rất tốt cho bác luôn. Lên cho em là súng thư giãn nhá, 250k con súng thư giãn này. Sản phẩm tiếp theo đó là cái keo dán tôn của này. Đấy, có lên cho em là
keo 10 nhá, lên cho em là keo 10 này. Đấy, lên cho em là keo 10 thôi nhá. Đấy, keo dán tôn lên mã cho em là keo 10. Đường kính của nó sẽ là 10 sen và giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là đi 50.000 à. 45k nhá, 45k cho một cuộn keo dán tôn như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đó, giá siêu tốt cho bác luôn. Các bác lên cho em là keo dán tôn. Đấy, thì đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Cuộn này của nó, bản của nó sẽ là 10 sen nhá, bản sẽ là 10 sen. Con này thì chịu được nhiệt độ cao luôn, từ âm 40 độ đến 700 độ C nhá. Đấy, tất cả các loại nhiệt độ chấp hết luôn. Lên cho em là keo 10 nhá, keo 10. Giá của nó sẽ là 45k. Mình mua về kiểm tra thử luôn nhá. Băng dính này thì dán được trên mọi bề mặt các bạn nhá, kể cả dán trên bề mặt đang ướt nhá. Khi dán vào thì bóc ra rất khó. Loại này chống cả nước, chống cả nóng. Bây giờ mình hy sinh chọc thủng cái chậu để kiểm tra nhá. Lưu ý là khi bóc ra thì nó còn có một lớp ni lông mỏng để bảo vệ chất keo các bạn nhá. Mình phải bóc ra thì mới dán được, các bạn nhìn kỹ nhá. Bơm đầy nước và mình thử dán nhá. Nước đã chảy qua cái lỗ mình đục sẵn, mình không cần lau khô chậu và mình dán luôn nhá. Một phát ăn ngay luôn các bạn nhá. Mình kiểm tra thì không hề bị giò một giọt nước nào luôn. Sản phẩm này mình đánh giá đúng như quảng cáo nhá, 9.5 điểm các bạn nhá. Đó, rất ok nhá. Các bạn lên cho em là keo 10, giá của nó sẽ là 45k một cuộn này. Rồi, ok.